Mời quý vị cùng theo dõi bản tin tổng hợp tuần này. Thưa quý vị, vào sáng ngày 26 tháng 6, đoàn công tác do ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam phục vụ xây dựng các đề án sơ kết thực hiện nghị quyết số 23 ngày 22 tháng 3 năm 2018 và nghị quyết số 52 ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị. Theo báo cáo, tình hình thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030. Tầm nhìn đến năm 2045 được tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển công nghiệp. Vai trò của ngành công nghiệp ngày càng được khẳng định là động lực chính trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đối với việc thực hiện nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành chỉ thị chỉ đạo, kịp thời cụ thể hóa thành các đề án, kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số và các quy chế về ứng dụng công nghệ thông tin. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết cho biết, tỉnh Quảng Nam rất coi trọng các lĩnh vực công nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết đề nghị Trung ương cần quan tâm đến việc phân cấp, ủy quyền cho địa phương đối với một số thủ tục trong thẩm quyền. Điều này sẽ góp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, qua đó tạo môi trường tốt nhất cho nhà đầu tư. Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Tổ trưởng Tổ biên tập xây dựng báo cáo sơ kết nghị quyết số 23 và nghị quyết số 52 ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Quảng Nam trong việc triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị tại địa phương. Tất cả sẽ được Tổ biên tập của Ban Kinh tế Trung ương tổng hợp, ra soát, đánh giá, kiến nghị cụ thể với các bộ, ngành trung ương, phù hợp với cơ chế chính sách hiện nay. Đối với những đề xuất, kiến nghị mang tính cấp thiết của tỉnh, đoàn công tác sẽ tách báo cáo chuyên sâu để báo cáo kiến nghị giải quyết trong thời gian sớm nhất. Vào sáng ngày 27 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn nhà đầu tư của tỉnh Jeollan Nam Do, Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác thúc đẩy đầu tư giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp Hàn Quốc. Tại buổi tiếp, đại diện Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh đã giới thiệu môi trường đầu tư, thế mạnh, văn hóa của tỉnh Quảng Nam và chính sách ưu đãi thu hút đầu tư của tỉnh. Đoàn nhà đầu tư của tỉnh Jeollan Nam Do cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của tỉnh Quảng Nam, đồng thời giới thiệu tổng quan tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Cùng với đó mong muốn tỉnh Quảng Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp của tỉnh nói riêng và đất nước Hàn Quốc nói chung đến tìm hiểu đầu tư sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững tại địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp Hàn Quốc với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu mong muốn hai địa phương có sự hợp tác trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là phát triển công nghiệp công nghệ cao và năng lượng. Khẩn trương hoàn chỉnh các báo cáo, đề án trình tại kỳ họp thứ 24 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, đó là đề nghị của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng tại cuộc họp với các sở ban ngành để thông qua các nội dung kỳ họp thứ 24 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 diễn ra vào chiều ngày 26 tháng 6. Dự kiến Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ trình 35 nội dung cho Hội đồng Nhân dân tại kỳ họp sắp tới. Hiện nay, 3 trên 35 nội dung đã hoàn tất, 32 nội dung đang trong quá trình hoàn chỉnh. Tại cuộc họp, các sở, ngành, đơn vị đã báo cáo tóm tắt tiến độ hoàn thành các đề án, nội dung sẽ trình tại kỳ họp tới. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổng hợp, phân tích, báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội, phân bổ vốn, giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm. Sở Tài chính đánh giá thu chi ngân sách, quản lý điều hành ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp điều hành kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm. Các sở khác bàn các chính sách, đề án thu hồi đất, đặt tên đường, hỗ trợ tổ chức lễ tang, phung viếng, hợp đồng trong các sự nghiệp công lập, chính sách hỗ trợ thêm cho cán bộ, sắp xếp đơn vị hành chính. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Dũng đánh giá cao về nỗ lực của các sở, ban, ngành đoàn thể trong việc chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các báo cáo, đề án đã được phân công. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Dũng yêu cầu Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đôn Đốc phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại cuộc họp, hoàn chỉnh sớm nhất để trình Thường vụ Tỉnh ủy. Các nội dung còn lại, các sở, ban, ngành tiếp thu, phối hợp với các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, ra soát chuẩn xác các nội dung, số liệu hoàn chỉnh, đủ điều kiện trình Hội đồng Nhân dân tại kỳ họp sắp đến. Vào chiều ngày 25 tháng 6, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nam Giang tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập,
28 tháng 6 năm 1949, 28 tháng 6 năm 2024, với sự tham dự của đông đảo cán bộ, lão thành cách mạng và đại biểu huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa kết nghĩa. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư huyện ủy Nam Giang Lê Văn Hường ôn lại truyền thống hào hùng của cách mạng, sự ra đời của Đảng bộ Nam Giang, cũng như quá trình đấu tranh, xây dựng và phát triển qua các thời kỳ. Đảng bộ huyện Bến Giằng chính thức được thành lập theo quyết định của tỉnh ủy Quảng Nam vào ngày 28 tháng 6 năm 1949. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn, ghi nhận sự trưởng thành quan trọng cả về lượng và chất của phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Nam Giang. Qua 75 năm hình thành và phát triển, tình hình phát triển kinh tế, xã hội của huyện Nam Giang đã có những kết quả tích cực. Thu ngân sách nhà nước bình quân hơn 539 tỷ đồng mỗi năm, thành lập 14 hợp tác xã, tổng số vốn điều lệ hơn 17,2 tỷ đồng, 475 hộ kinh doanh với tổng số vốn kinh doanh trên 125 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bình quân đạt hơn 2.500 tỷ đồng trên một năm, tăng bình quân hàng năm là 36% trên. Vào sáng ngày 24 tháng 6, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng cho cán bộ giám sát, quản lý để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin. Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 6 với sự tham gia của 128 học viên là cán bộ của 132 xã thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, được giao nhiệm vụ quản lý sử dụng thiết bị, duy trì, vận hành điểm ứng dụng công nghệ thông tin. Tại lớp tập huấn, báo cáo viên của Sở Thông tin và Truyền thông phổ biến các chính sách của Trung ương, của tỉnh về chương trình MTQG Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hướng dẫn cho cán bộ quản lý và vận hành điểm ứng dụng công nghệ thông tin về cài đặt, sử dụng Smart Quảng Nam. Ngoài ra, các học viên được hướng dẫn quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.4 trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công và một cửa điện tử cấp tỉnh, cách thức thanh toán trực tuyến và an toàn thông tin mạng. Ngày 28 tháng 6, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị này vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. 3 bị can gồm Nguyễn Văn Sáu giám đốc cùng 2 phó giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giao thông Vận tải, chi nhánh Công ty Cổ phần Giao thông Vận tải Quảng Nam là Lê Thủy Thành và Đào Ngọc Luân. Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, qua xác minh vụ việc liên quan đến hành vi vi phạm trong lĩnh vực đào tạo, cấp giấy phép lái xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện, từ năm 2021 đến 2022, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp đã có hành vi sử dụng giáo viên, phương tiện ô tô dạy tập lái khống để hợp thức hồ sơ đào tạo của hơn 800 học viên học lái xe nhằm thu lợi bất chính. Hành vi của Nguyễn Văn Sáu cùng 2 phó giám đốc trung tâm là Lê Thủy Thành, Đàng Ngọc Luân đã đủ yếu cấu thành tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 341 Bộ Luật Hình sự. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào ngày 25 tháng 6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Tuyết Ngân, sinh năm 1988, trú xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 25 tháng 6 năm 2024, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Tuyết Ngân, sinh năm 1988, trú xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2023, do làm ăn thua lỗ, Lê Thị Tuyết Ngân đã nợ tiền của nhiều người và mất khả năng chi trả nên nảy sinh ý định tham gia chơi biêu để lấy tiền trả nợ. Thời điểm này, một người phụ nữ trú huyện Quế Sơn lập một số dây biêu và cho những người chơi biêu sử dụng tài khoản mạng xã hội Messenger để tham gia. Đối tượng Ngân đã sử dụng tài khoản Messenger có tên Ngân Lê tham gia hầu hết những dây biêu do người phụ nữ trên lập, đấu giá số tiền cao và hốt biêu trả nợ. Sau khi hốt hết các chân biêu, Ngân lập một tài khoản khác có tên Lê Út và đưa ra thông tin gian dối với chủ đường dây biêu rằng đây là người thân của Ngân muốn tham gia chơi biêu. Do tin tưởng nên người này đồng ý.
sử dụng tài khoản Lê Út Ngân tiếp tục tham gia đấu biêu và hốt tiền biêu từ các dây biêu mà không tham gia đóng tiền biêu chết. Bằng thủ đoạn trên, Lê Thị Tuyết Ngân đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam thông báo những ai là bị hại của Lê Thị Tuyết Ngân. Liên hệ điều tra viên Trương Huy Bình số điện thoại 0935 440 540 để được giải quyết. Tối ngày 27 tháng 6, tại quảng trường 24 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ khai mạc Ngày hội sách thành phố năm 2024 với chủ đề Sách cầu nối yêu thương cho gia đình Việt. Ngày hội sách Tam Kỳ năm 2024 là sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động nhằm phát triển văn hóa đọc, khẳng định vai trò của sách trong đời sống gia đình và xã hội và góp phần xây dựng một xã hội học tập, văn minh và tiến bộ. Sự kiện thu hút đông đảo học sinh và người dân thành phố đến tham dự. Với chủ đề sách cầu nối yêu thương cho gia đình Việt, ngày hội sách khuyến khích các gia đình cùng nhau đọc sách, tìm hiểu và chia sẻ những câu chuyện, những bài học từ sách, từ đó gắn kết yêu thương và xây dựng một gia đình hạnh phúc, bền vững. Ngày hội sách cũng là dịp để các bạn nhỏ được tiếp cận với nhiều cuốn sách hay, bổ ích, mà còn là dịp để các bậc phụ huynh, các nhà giáo dục cùng chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp khuyến khích con em mình yêu thích việc đọc sách. Chiều ngày 28 tháng 6, Cục Thống kê Quảng Nam tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam 6 tháng đầu năm 2024. Tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 6 tháng đầu năm 2024 đã có chuyển biến tích cực, tạm thời chấm dứt đà tăng trưởng âm trong quý 1, đạt mức tăng trưởng dương vào quý 2, góp phần làm cho bức tranh kinh tế của Quảng Nam trong nửa đầu năm 2024 khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ đầu năm tính đến ngày 18 tháng 6 năm 2024 đạt hơn 10,2 nghìn tỷ đồng, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 18 tháng 6 năm 2024 đạt 12,2 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô nền kinh tế tỉnh Quảng Nam ước tính 6 tháng đầu năm 2024 đạt gần 59 nghìn tỷ đồng, mở rộng hơn 3,5 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Với mức tăng trưởng nêu trên, tỉnh Quảng Nam đứng thứ 59 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, xếp vị thứ thấp nhất so với 5 tỉnh kinh tế trọng điểm miền Trung và 14 tỉnh Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Thưa quý vị, huyện Nam Giang vừa tổ chức liên hoan âm vang cồng chiêng lần thứ 6 với chủ đề Nam Giang lung linh sắc màu văn hóa, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Đây là hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây. Được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, liên hoan là dịp trình diễn, giới thiệu và thể hiện những nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc huyện Nam Giang. Liên hoan âm vang cồng chiêng huyện Nam Giang lần thứ 6 với chủ đề Nam Giang lung linh sắc màu văn hóa. Có 12 đoàn tham gia với 800 nghệ nhân và diễn viên quần chúng đến từ 12 xã, thị trấn trên toàn huyện. Già làng A Viết Mưa cho biết, từ một tháng nay, bà con xã Chơ Chun tất bật chuẩn bị cho liên hoan. Dù bận rộn mùa màng, song các anh chị em vẫn nhiệt tình tập luyện các loại nhạc cụ, chuẩn bị các món ăn truyền thống nhằm mang đến liên hoan những món ngon đặc sắc nhất của địa phương mình. Cùng vui phấn khởi, phát huy phấn khởi. Chơ Chun ở đây lớn trà lắm. Dù khó khăn đường là khó khăn đường xa xôi, thì ba con cùng vẫn tinh thần để đi xuống vì đây là của liên hoan cồng chiêng. Liên hoan diễn ra với nhiều hoạt động đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số như Cơ Tu, Ve, Tà Riền. Màn trình diễn trang phục truyền thống cho đến thi trình diễn nghệ thuật cồng chiêng, đinh tuốt luôn thu hút khá đông đồng bào và du khách đến xem. Việc trưng bày lồng ghép thuyết minh các hiện vật lịch sử đã chuyển tải sinh động về nếp sống truyền thống của đồng bào các dân tộc Nam Giang. Nguồn gốc các vật dụng và nghi thức đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số được tái hiện trong sự thích thú, tò mò của nhiều du khách, nhất là các bạn trẻ. Hôm nay là thấy có những các nghệ nhân đội cồng chiêng, các nghệ nhân đội âm vang là nói chung là rất sôi nổi, được nhảy múa, tập tùng gia giá, đánh chiêng, đánh trống mà theo truyền thống của người Cơ Tu, rất vui tổ chức được ngày lễ hội để giữ gìn bản sắc của dân tộc truyền thống của Tu mình, bảo tồn được những các món ăn,
các về trang phục của người Cơ Tu. Với nhiệm vụ quan trọng là thuyết minh các hoạt động chính của địa phương, bạn Bông Thị Diệu cho biết, ngoài kiến thức được gia đình truyền dạy, Diệu luôn tích cực tìm tòi, học và hỏi từ các già làng, nghệ nhân để hiểu sâu về văn hóa cổng chiêng, kiến trúc nhà sàn, cho đến trang phục truyền thống và cách dệt thổ cẩm Đan Lát. Nhờ đó mà Diệu tự tin giới thiệu với bạn bè và du khách về nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình. Em rất mong muốn là được phát triển nè và được giới thiệu bản sắc văn hóa của người Cơ Tu đến với nhiều anh chị hơn, ngay cả trong nước và trên cả thế giới. Liên hoan là nơi hội tụ các loại hình văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Nam Giang, vốn có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa và tinh thần của họ. Sự kiện còn được kỳ vọng giới thiệu đến bạn bè trên mọi miền đất nước và nước ngoài về tiềm năng, thế mạnh, phát triển văn hóa, du lịch của Nam Giang. Qua cái liên hoan lần này sẽ góp phần vào việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy, trao truyền những cái giá trị văn hóa hết sức đặc trưng của các dân tộc thiểu số, đặc biệt cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Thông qua đó sẽ góp phần quảng bá cái hình ảnh để phát triển du lịch của huyện trong những năm tiếp theo. Nhất là về du lịch về văn hóa, du lịch về lịch sử. Ý thức được vai trò là chủ thể trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng bào các dân tộc huyện Nam Giang luôn nỗ lực gìn giữ, lưu truyền các giá trị tốt đẹp trong đời sống và tìm cách quảng bá, giới thiệu ra bên ngoài. Ai cũng mong rằng sau những lần liên hoan như thế này, điệu múa tân tung gia giá, vũ điệu cồng chiêng cho đến các món ăn truyền thống của người Cơ Tu, Ve, Tà Rìn sẽ được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến, là chiếc cầu nối để mọi người hội nhập, mang các giá trị truyền thống quý giá của đồng bào mình đi xa hơn. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tuần này. Chương trình do Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.